chào tất cả mọi người. Em là một đại diện tới từ sàn Nguyễn Chí Thanh. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hiền, số báo danh của em là 026. Em thấy là mình thật là may mắn khi được công tác trong một cái môi trường rất năng động và chuyên nghiệp. Hôm nay em thấy mình cũng may mắn hơn khi được góp mặt tham gia trong cái cuộc thi Duyên dáng Hương Thịnh 2019 lần này. Đồng thời thì em cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn thí sinh ngày hôm nay. Em chúc các bạn hoàn thành phần thi của mình thật là tốt.